Hai mấy bạn ha, hôm nay thì mình có một cái chủ đề mình muốn chia sẻ, đó là cái gì? Học lái xe ở nước Mỹ ha. Thì hôm nay mình lần trước mình đã nói về cái việc mà học lý thuyết rồi, mình đã chia sẻ rồi. Nếu mà các bạn coi clip mình các bạn sẽ biết. Thì hôm nay mình có một phần nữa mình muốn chia sẻ là cả ở tiểu bang Maryland này á, nó bắt buộc là mấy bạn phải đi vô trường học học về luật giao thông và có cái giờ thực hành ở trên trường đó luôn. Thì cái quy định ở mang ma lanh này, khi mình đậu lý thuyết rồi nó bắt mình đi vô trường học, nó phải là 30 giờ ở trên trường học là mình đi vô đó lớp học ha, thì còn 6 giờ trên thực hành nữa. Thì mỗi mỗi ngày thì mình có thể mình đi học 2 tuần, mình đi học 2 tuần á, thì từ từ 6 giờ rưỡi cho đến 9 giờ, là buổi 9 giờ rưỡi ha, buổi chiều á, rồi bắt đầu là mình đi học 2 tuần thì nó ra 10 ngày. Thì cái mỗi lớp học đó thì phải, sau cái lớp học đó là phải có một bài test ha, mỗi giờ nó dạy về cái chủ đề gì ha, thì có chủ đề về tai nạn, có chủ đề trên đường freeway, thì tất cả các chủ đề nó sẽ dạy cho mình, sau đó nó sẽ kiểm tra coi mình có hiểu bài không. Thì đó là cái phần mình đã đi học. Thì thật sự mình đi học á, thì mấy một hai ngày đầu mình về mình rất bực bội. Là tại sao mình bực bội? Tại vì á, thật sự là mình đi thi lý thuyết á, mình đi thi bằng tiếng Anh, nhưng mà thật sự tiếng Anh mình cũng không thể là quá trời giỏi, mình có thể là hiểu được, tại vì nó có 25 câu hỏi thôi, nó cũng dễ. Mình làm không đúng cái này thì mình làm lại thôi. Nhưng mà khi đi vô học ở trên trường á, các bạn phải hiểu là thầy cô giáo nói cái gì, và trong khi đó đã không hiểu rồi cuối giờ còn bài là làm bài kiểm tra nữa. Thường á, thì ngày đầu tiên á, mình làm á, sau đó mình chỉ làm được có 5 câu thôi, đó có nghĩa là 50 điểm. Rồi ngày thứ hai mình làm được là 60 điểm, thì mình về mình cứ cằn nhằn ông xã hoài. Mình hỏi ông xã là tại sao gì kỳ vậy, nếu mà vậy thì có những cái tiểu bang nó cho, nếu mà ở đây nó cho thi bằng tiếng Việt á, rồi sao mà đi vô trường học, sao người ta hiểu nếu người ta biết tiếng Việt không. Thì ông xã mình đã hỏi và nó nói là điện lên DMV, thì nó nói là không có biện pháp, mày chỉ có cái chuyện đó là mày nếu không thì mình mướn cái thông dịch viên vô trường học luôn. Trời ơi, nếu mà muốn thông dịch viên vậy về tốn tiền nữa, tại khóa học là ông xã mình đã đóng 350 rồi, nên mình không không muốn tốn tiền nữa, nên mình đã cố gắng học. Và ngày thứ hai mình làm 60 ha, 60 điểm ha, qua ngày thứ ba thì 70, 80 bắt đầu lên tăng lên, và có ngày mình làm cũng được 100 điểm luôn. Và cái cuối cùng là các bạn phải làm bài test cuối cùng nó nữa, là nó phải trên 80 điểm là các bạn mới đậu. Là mình đã cố gắng và mình đã học, mình nghe thật sự là thầy cô giáo giảng mình không có hiểu gì nhiều hết trơn, mình chỉ hiểu sơ sơ và mình không hiểu. Nếu mà hiểu được thì nó rất là hay, tại vì người ta dạy mình nó phải đi như thế nào, rồi cái đường đường cao tốc nó ra đi bao nhiêu đường như thế nào, rồi kiểm tra xe và những cái khu vực lân cận mình phải đi. Nó đương nhiên là nó nói về cái luật giao thông ở Mỹ này rất là hay, mà đa phần mình không hiểu gì chứ, vô mình không hiểu, mà mình phải đọc sách lại, mình phải đọc sách lại, mình phải tra từ điển và những cái gì đó, rồi cuối giờ mình phải kiểm tra nữa. Nói chung là mình rất là phải chịu khó về cái phần đó. Đây là cái tiểu bang Maryland nó quy định vậy. Nhưng mà cuối cùng cái bài test cuối cùng á, mình cũng làm được là 94 điểm và cũng ok đi. Mình cũng muốn nói với mấy bạn á, là cái tiểu bang Maryland là vậy, còn á, tiểu bang kế bên á, Virginia đó, là ông xã của bạn mình đó, là qua chỉ hả đi đậu lý thuyết xong rồi mà thi bằng tiếng Việt luôn nha. Đậu lý thuyết xong rồi sau đó 2-3 tuần á, là lại là thi thực hành thôi, nó không có hoàn toàn phải đi lên trường và học lực cái gì hết. Mỗi tiểu bang nó mỗi khác nhau, mình cũng chả biết, mình ở Maryland nên nó có cái phần này nên mình mới chia sẻ cho mấy bạn thôi. Thì tiểu bang mấy bạn không có hay như thế nào thì mình không biết, nhưng mà nếu mà mấy bạn nào mà có qua cái tiểu bang Maryland này cảm thấy có chuyện khó khăn dễ việc mà vô trường và phải học và phải đạt đầy đủ điểm như thế nào để hiểu bài đầu như thế nào á, thì các bạn cứ hả tìm mình ha, mình sẽ cho giúp các bạn đậu và sẽ đưa cho các bạn tài liệu về cái việc mà đi học. Nếu mà các bạn học đúng trường của mình học ha thì nó cũng là rất là dễ. Nên mình muốn nói với mấy bạn là, thì khi mà đi học đó, thì mình có, khi mà mình học đó, tháng 5 là mình đã có giấy lý thuyết rồi ha, là mình đăng ký, là bắt đầu là tháng 6 là chỉ học có 2 tuần thôi, là mình học xong rồi mình làm bài kiểm tra test cuối cùng đó là 94 điểm. Thì cái phần đó là lúc đó mình qua rồi, 23 tháng 3 hả, thì tới tháng 5 hay là tháng 6 gì á, thật sự là mình lái xe chưa gành và mình không biết lái xe ở Việt Nam như thế nào. Mình qua đây thì đương nhiên là mình không có giờ thực hành nhiều nên bắt buộc là mình phải thực hành. Thì nó có 6 giờ 6 giờ ở trên trường học á, nên bắt buộc là các bạn phải biết lái xe và lái xe như thế nào. Tuy là có thầy hướng dẫn nhưng mà mình phải cũng phải cầm cái cũng phải biết lái xe và lái gành mới được đi lái với thầy, tại vì nó lái trên đường cao tốc, nó có một buổi lái trên đường cao tốc, rồi nó có một buổi để dạy mình là cái cách mà đậu two-bon và parallel parking ha. Nên để nếu mà nói cho các bạn nghe hơi không hiểu thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm về cái hai cái đó như thế nào, và kiểm tra xe lái xe như thế nào. Nếu mà mình không rành lái xe
thì sao mình có thể ôm cái xe mình chạy được, nên mình nhát mình không có thể đi được. Nhưng mà cuối cùng là từ ngày mà tháng cái ngày mà mình học xong ở trên trường á, là mình làm bài kiểm tra xong rồi đó, là tới ngày hôm nay nữa mình mới đi lại, mình đăng ký hết, là hôm nay là ngày cuối cùng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 là ngày cuối cùng là mình đã hoàn thành cái khóa học của ở trên trường. Nó bắt mình đi học vô trường để học lực á, thì học xong á thì nó sẽ gửi nguyên cái kết quả mình đó, là mình học lý thuyết xong ở trên lớp là 94 điểm, cái bài kiểm tra cuối cùng là bao nhiêu, rồi cái bài kiểm tra của trên thực hành nữa đó, kêu là six hour behind the wheel ha. Thì tất cả những cái đó nó sẽ gửi vô DMV. DMV có nghĩa là gì? Department Motor Vehicle. Đó là ở đâu nó cũng vậy thôi, nó gửi tất cả cái hồ sơ mình, tên tuổi mình lên trên đó, rồi bắt đầu mình mới là đặt lịch hẹn để đi thực hành. Thực hành lái xe, thực hành lái xe có nghĩa là driving test ha. Thì bây giờ mình đã xong hết rồi, mình muốn làm clip để chia sẻ cho mấy bạn đó, là những người đi sau ha, thì không qua qua tiểu bang Ba Lanh ha, qua tiểu bang khác cũng có thể là tìm hiểu cái lực hay học ở đây như thế nào. Thì nếu mà qua đúng đúng cái tiểu bang mình thì cũng ok, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn là phải học như thế nào, mình đi như thế nào. Thì hôm cái này là mình chia sẻ về cái chuyện là mình đã học xong ở lực ở trên trường thôi, rồi mình sẽ đi thực hành ở trên DMV nữa để lấy cái bằng, để lấy cái bằng lái xe thật sự ha. Thì mình có một cái nữa là mình muốn chia sẻ, tại vì á khi mà mình học lái xe, mình học với cái xe của ông xã mình, cái xe ông xã mình rất là bự, nó dạng là nó xe tải nhỏ mà nó rất là bự, mà mình ôm cái xe đó riết là quen rồi. Khi mà ở trên trường nó có cái thực hành nè, để chút mình quay cho mấy bạn coi cái xe của trường ha, là nó xe nó nhỏ hơn ha, dạng bốn bánh nó nhỏ hơn. Thì ông thầy ông nói á, nếu mà cái xe bự á, thì mình có thể dễ gớt hơn, thì mình có thể lái cái xe, mướn cái xe của trường đi là 165 đô, còn là mướn thêm ông thầy đó nữa để rồi trả tiền nữa. Mình cảm thấy tốn tiền quá, mình và mình không thích như vậy, và mình không có quan trọng là chuyện gớt hay đậu, mình gớt thì mình sẽ có kinh nghiệm. Nên mình quyết định cuối cùng là mình sẽ ôm xe của ông xã mình đi thi trên DMV luôn. Và khi mà đậu hay gớt gì á, mình cũng chia sẻ lại cho mấy bạn biết ha. Thì đây là những cái phần mà mình chia sẻ cho mấy bạn về cái việc mà mình đi học ở trên trường, học ở trong trường về cái lực giao thông như thế nào. Nó dạy rất là nhiều luôn, nhưng mà nếu mà mình biết tiếng Anh đó, thì nó rất là cũng là hay, tại vì khi mình biết lực mình sẽ đi ra đường và mình sẽ hiểu cái lực nó dễ dàng hơn. Còn kinh nghiệm của người đi trước dạy lại mình đó, thì có nhiều cái là nói chung là cũng đúng đi, nhưng mà đa phần mình muốn học nhiều hơn thì mình vô trường học nó sẽ hay hơn. Nhưng mà giờ mình không biết tiếng Anh sao mình học, đó là cái phần khó cho mấy bạn và khó cho những người mà không biết tiếng Anh ha. Thì mình đã cảm thấy khó ban đầu rồi, bây giờ mình cũng cảm thấy ok, và mình cũng đã hiểu hết những cái phần gì mình đã trải qua rồi ha. Ok, thì đây là phần chia sẻ của mình, để mình đi lại mình quay cho mấy bạn coi cái kiểu xe ở đây như thế nào ha. Thì đây là một chút thông tin của mình chia sẻ cho mấy bạn về cái việc mà học hành ha. Thì mong các bạn là nếu mà sau này đi qua Mỹ định cư ha, có hay là có tìm hiểu về cái việc mà học lái xe trên Mỹ, thì có thêm một chút kiến thức và thông tin ha. Thì mình sẽ làm clip nữa, và mình sẽ làm clip về cái việc mà mình đi lái xe và lái xe ở DMV và thực hành như thế nào, và mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn nữa ha. Thì mấy bạn nào mà quan tâm thì sẽ coi clip, mình sẽ biết có thêm nhiều kiến thức qua xứ Mỹ này phải học và học như thế nào, mình thích để chia sẻ cho mấy bạn, để mấy bạn biết là có thêm nhiều kiến thức hơn, mình thích như vậy. Ok ha, để mình đi lại đây mình quay cái xe đó, ông thầy đó, ông đang chở một cái người khác nữa để đi thực hành lái xe ha. Thì mình lại đây mình quay cho mấy bạn coi cái xe ở trường học này như thế nào nè. Thì xe này nó cũng nhỏ thôi, xe này nó nhỏ, mà xe ông xã mình nó thì nó bự chà bá ở đây nè đó. Nhưng mà mình cũng quyết định mình ôm cái xe này mình đi thi luôn, tại vì mình đã quen với cái xe của ông xã mình rồi, nên mình phải đi thi bằng cái đó thôi. Thì mình quay cho mấy bạn biết nè, đó cái tên trường học nè, Red Driving School nè. Thì khi mà mình học lý thuyết xong ở trên trường thì mình sẽ có 6 giờ thực hành đó, mình phải ôm mấy cái xe này để mình thực hành ha. Thì mình đã làm xong hết rồi, thì bây giờ mình chỉ còn là từ đây tới ngày, bữa nay 19 tháng 8 rồi, thì từ đây tới cuối tháng mình sẽ đi đăng ký vô và thực hành ở trên DMV, và mình sẽ thực hành thiệt luôn ha. Thì đó, sau đó mình sẽ làm clip lại cho mấy bạn coi ha. Thì ông thầy này ông thầy dạy mình nè, ông đang chở một người khác để đi thực hành nữa nè. Mà ở đây đa phần là những đứa tuổi teen không, mà những đứa nó mới lớn lên 16, 17 tuổi không à.
Thì cái clip này mình cũng lồng vô cho mấy bạn coi là cái việc mình đi học ở trên lớp và học cho mấy bạn coi cho biết ha. Thì mình thích quay lại cho mấy bạn gì đó. Đây là mình dành cho những người không biết muốn tìm hiểu ha. Thì mình thấy cũng cảm thấy thích và chia sẻ cho mấy bạn biết thì ok bye mấy bạn ha. Có gì cái clip sau mình sẽ nói thêm nhiều hơn về cái việc mình thực hành và mình cũng không biết là mình phải đậu hay rớt nữa. Nếu mà đậu đậu hay rớt thì mình cũng chia sẻ cho mấy bạn hết thôi. Có kinh nghiệm hết thì mấy bạn đi sau thì mấy bạn nào mà ủng hộ thì sẽ coi clip mình ha. Nếu mà ai mà chưa đăng ký nhớ đăng ký vô nha. Rồi mà sẽ có nhiều clip hay cho mấy bạn coi, những bạn mà đi định cư theo Mỹ, theo diễn theo bên visa hay là kết hôn gì cũng vậy á, các bạn cũng phải có bằng lái xe ở trên xứ Mỹ này. Thì một chút chia sẻ với mấy bạn thôi ha. Ok mình đi về đây. Ông thầy chở đi yes, ông thầy chở đi tập lái xe rồi. Ông thèm cà phê, ông buồn ngủ, giờ ông vô đây, ông ngủ vô đây mua cà phê luôn. Quay lại ông thầy cho mấy bạn coi luôn, có gì mình ghép vô ông thầy đó, ông thầy để dẫn đi thực hành ở của ở trường. Thèm cà phê, anh uống cà phê, anh bỏ mặt ông vô cà phê, anh quậy quậy ở xứ này người ta thích uống cà phê ghê á. Đang tập lái xe mà ảnh bắt đi vô đây mua cà phê uống, ảnh buồn ngủ cà phê làm cho anh ghiền. Quay cho các mấy bạn biết cái ông thầy ở trường để dạy thực tập lái xe ha. Đó, ông thầy thực tập đang đi tập xe mà giữa chừng anh thầy này anh đòi uống cà phê, ảnh buồn ngủ xong rồi quay lại luôn cho coi ông thầy ở trường nữa. Then we hear what you said. Yes, we When? know. When? Tomorrow? Yes, maybe tonight. You have the key? Yeah, I have Where is it? here. Đó ông thầy đó, coi cho ông thầy nha, chút nữa mình lái xong rồi mình chia sẻ tiếp. Đang đứng ngoài đợi cái lớp kia học chưa tan ra, học từ 3 giờ đến 6 giờ 15, lớp này vô 6 giờ 15 đến 9 giờ rưỡi về. Coi cho biết đi học đây làm sao ha.
coi cho vui cho biết chơi, không cần đến Mỹ cũng biết luôn. Mình cũng đi học hết, đây là trường học của mình, Rush Raven School, phải đi học. Rồi xe đậu ngoài đường không? Xe quá trời xe luôn. Gần trường học đó là Tree, đó là siêu thị một đồng, vòng vòng ở đây có chợ, xe chạy. Now ease up, ease up, ease up, ease up, ease up. What? Should have done that a little sooner, but go straight now. Go back straight. Back up. Pretty close. A little bit further, and maybe, or just a little bit further away from the curb. Okay. Yeah, try that.
Straighten up, straighten up. Not so much. Straight now, straight. That's okay.